Cho bà ăn một cái đi. Xuống á. Chưa xuống được đâu. Tutu nha.
Chị bố nhá. Đi rồi. Đi ra đây mới cầm. Cho vào đây con. Cầm vào đây ít nước thêm. Hả? Ít nước thêm. Thôi thôi. Ôi trời. Đi rồi hạnh. Vâng. Mang ra đây, mang con vào đây. Cho vào cái vật, cho vào cái vật. Con đi chơi một con cá. Để con cầm đi. Cầm cứ đi chạy. Quay. Cho đây. Thôi rồi. Hai người chơi một con cá. Chọn con nào đẹp, to. Sao đấy bạn, sao đây? Cá đâu mà thả mấy cái loài này bố nhỉ?
đây có một con đấy. Đây 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 em đây 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 đây. Bố xong chưa? Mang cái bột đây nào. Nó sẽ thả đi bố. Cái này chứ anh vất dưới ao chưa mang thả đây rồi. Ừ. Anh thả đây ăn giống rồi. Vâng. Cái gì vậy? Vâng. Bây giờ nó nắp hết rồi đấy, đẩy đây này. Đây. Thế năm ngoái nhà em mày thả dưới cái ao nhà anh xuôi hơn 10 triệu rồi, nhầm ra cặn nước chết hết. Yeah.
Thank you.
ăn tiêu một cây. Nước nó ngọt không? Tôi chưa mở được tí nữa. Có phải không? Bài ăn thôi, bài tắm cây. Cái lỗ vàng với chú ăn cả trắng, mày ăn ngon ăn thôi tí. Ngầm nữa. Chú ăn cả tâm. Mong các bạn không phải đâu nha. Mà tôi đánh con thôi. Cho bạn cứ đánh con à. Nó được buổi chiếc xe mình nữa. Nó đi theo con đấy.
không có vàng nó bán cho mình nữa. Không có vàng nó bán cho cha mình. Cơm đấy nhá. Muốn đi với mình cơ mà. Nó muốn đi với mình nhưng mà ai không cho đâu. Hả? Sao không cho? Đi ngay cho đi nó trả hư ấy. Mẹ ơi, dạ. Đưa nó đi vô nhà. Cho nó ở đây trong nhà. Yeah.